chào tất cả các bạn, mình đã có mặt tại hồ nhé. Bây giờ là khoảng 8 giờ sáng. Hôm nay thì mình khá là mệt nên là mình đi hơi muộn. Mình tính là không đi nhưng mà mấy anh kia ra rủ mình đi câu cái hồ lạ lạ này thì mình cũng thử đi đánh một lần xem sao. Hôm nay thì mình đi câu ở hồ Khe Vinh. Hồ này ở thị trấn Nghĩa Đàn các bạn nhé. Phía sau mình là có một con máy đào nó đang làm đường đây này các bạn này, rất là ồn luôn. Thì mình có ném được hai cái câu bằng mồi cá trắm rồi. Đây là cái mồi một câu cá trắm các bạn nhé, xanh lè xanh lét luôn. Để mình có ném được hai câu rồi, mình sẽ ném thêm hai câu nữa, mới ném ít câu cá mè. Vì chỗ này mình thấy cá mè rất là nhiều các bạn ạ, không biết là to hay nhỏ nhưng mình thì mình thấy cá mè rất là nhiều. Cái hồ này thì nó nhỏ thôi, không có to lắm. Cái hồ này nó chỉ rộng khoảng tầm 5 mét vuông thôi, nhưng mà nó dài lắm, nó dài chắc có là cả phải cả cái số đấy, rất là sâu. Nước xanh lè xanh lét luôn. Nãy mình lấy cần lục ra mình đo thì ngay cái điểm chỗ mình ngồi đây nó rơi vào tầm khoảng 7 mét ở dưới dòng. Ra nữa thì không biết nó còn sâu nữa hay không, nhưng mà mình đo là mình thấy được như thế. Bởi mức nước sâu như thế này mình câu thì dễ được hàng khủng thôi. Nhưng mà chẳng qua có cái máy đào bên sau nó đang làm việc nên là hơi ồn một tí thôi. Không biết cá to nó có chạy hay không. Nó còn cá mè thì thật sự là mình thấy cá mè nổi rất là nhiều các bạn ạ. Không biết ăn thua gì không, nhưng mà mình vẫn thử ném ba cái câu mè. Thì hôm nay nếu mà không được cá trắm thì cũng được cá mè, cũng có cảm giác dòng cá cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ quay cái hồ này cho các bạn xem nhé. Cái hồ này nó cũng đang trong quá trình cải tạo nên là máy nó làm việc liên tục. Đất xung quanh nó múc cho tùm lum rồi các bạn ạ. Ok các bạn nhé. Đây là toàn cảnh hồ các bạn nhé. Mình đã ném được hai cái câu này. Đấy. Đây nha các bạn nhé. Đây. Đây là hồ các bạn nhé. Nó chỉ chiều rộng nó không có đâu. Nó rất hạn chế, khoảng tầm 50 mét thôi. Nhìn thế nhưng mà mình ném câu hết ga cũng không sang được bờ bên kia. Như thế là mình biết nó rơi vào tầm khoảng 50-60 mét rồi đấy. Đó, nó còn chạy dài lên tít trên kia luôn các bạn ạ. Lên trên kia còn mấy nhánh nhỏ nhỏ nữa. Còn ở phía dưới này cũng thế, nó cũng chạy dài xuống kia. Dưới kia là một cái chân bờ đập. Thì mấy ông anh mà rủ mình đi thì đang ngồi câu ở phía dưới đấy. Phía dưới đấy thì cạn hơn. Mà mấy ông anh ấy thì câu cá trôi, cũng câu mồi của mình cả. Thì chiều tối nay về thì nếu mà mình được cá thì mình sẽ quay mình. Còn nếu mà mình không được cá thì mình sẽ quay của mấy ông anh ấy. Vì cũng là mồi của mình làm cả mà. Các bạn thấy cá mè nổi nhảy lên chưa? Đây nó vừa nổi đấy. Ở lối này thì mình thấy cá mè rất là nhiều các bạn này. Nhìn thấy cái tăm lăn tăn ở chính giữa không? Đó là tăm cá mè đấy các bạn ạ. Đấy, đấy là tăm cá mè đấy. Mình sẽ nắm cái mồi câu cá trắm này trước. Mình nắm bằng cái lò xo này các bạn này. Lò xo mình làm đây này. Nắm đi 4 câu mình ngâm xem có bắt được con trắm, con chép nào không. Rồi ok các bạn nhé. Mình thao tác cái đó. Bây giờ cũng muộn lắm rồi. Cũng 8-9 giờ sáng rồi mới đi câu. Chắc có lẽ phải 9 giờ sáng rồi đấy. Bây giờ là 10 giờ 30 phút rồi các bạn ạ. Mình đã rải hết cần rồi. Mình câu ngâm lăng xê ngâm để săn hàng thì mình có ngâm 4 cần. Ở vị trí này mình sẽ ngâm 3 cần và bên trên kia mình ngâm 1 cần. Mình ném 3 cái lồng mè rồi. Thì bây giờ trời thời tiết nó không ủng hộ mình cho lắm các bạn. Trời chuẩn bị mưa rất là to các bạn này. Rồi mây đen kéo đến ngùn ngùn luôn. Thấy cá nổi lên rất là nhiều nhưng mà nó không ăn câu các bạn ạ. Khả năng là do chuẩn bị sắp mưa này, cá nó sẽ không ăn câu này. Bây giờ mình sẽ thiết kế một cái lều giá ngoại. Đấy. Ở chỗ này có một cái xanh các bạn thấy không? Có một cái xanh ở đây. Mình sẽ đi chặt một cái cây gì đấy. Mình sẽ lồng cách cái cây gì đấy, cái cây xanh đấy khoảng tầm 2-3 mét gì đấy, mình sẽ mắc một cái võng và phía trên là mình sẽ lợp một cái bạt. Để tí mưa xuống thì mình đỡ phải chạy đi đâu hết. Mà mình ngồi đây đến khi chiều tối luôn. Nếu mà được cá thì tốt, mà không được cá thì thôi. Để làm cho trọn vẹn cái video ngày hôm nay. Hôm nay thì chắc chắn thì khi mình câu bằng cái lò xo mà chỉ có một lưới này thì chắc chắn nếu mà được con to, mà không được thì thôi là móm. Còn cá mè chắc chắn là sẽ được. Hôm nay thì cá mè thì chắc chắn sẽ được. Mình thấy cá mè rất là nhiều các bạn nhé. Mà dân ở đây ai cũng câu mè các bạn ạ. Nói chung là dân ở đây ai cũng câu mè. Mình chỉ sợ là nó câu nhiều quá thì bể mồi thôi. Có nghĩa là câu nhiều quá bây giờ nó nhàm mồi rồi. Nên rất là khó câu. Nên vì mình thấy nhá, mình tới đây 10 giờ rồi mà anh em đi câu ở đây toàn câu mè. Hồ này là hồ Khe Vịnh các bạn nhá. Rất là đẹp.
Nước thì nhìn rất là sạch các bạn ạ. Trong xanh luôn. Đấy, mè thì mình đã ném 3 câu ấy. Đợt này thì mình không câu lăng xê mà truyền thống nữa các bạn ạ. Mình giờ mình tính là cứ đi săn mấy con to to thôi. Nếu mà bắt được thì về mình bán hoặc mình ăn nó cũng có giá trị. Chứ đi bắt 3 con nhỏ nhỏ về, nói thật các bạn, về không biết cho ai. Mang đi cho người ta thì người ta cũng nói sương với sẩu, mà bán thì cũng chẳng ai mua. Thả lại thì cũng thả rồi, mang về cũng mang về rồi. Nói chung là chán lắm các bạn ạ. Nên tốt nhất là bây giờ thôi, cứ đi bắt con to thôi. Thả là được, hai là móm. Giá câu ở đây cũng khá là rẻ các bạn ạ. Có 100 nghìn một ngày thôi. Ứng câu mấy cần cũng được. Trong này thì được cái là rừng rú thôi, có quán xá gì đâu, nhưng mà ngồi trong này thấy là yên tĩnh rồi, mát mẻ rồi. Mà cái quan trọng nhất bây giờ là trời sắp mưa, mình phải làm một cái chỗ trú làm đơn giản thôi mà nhanh, mà chắc chắn là sẽ che được mưa. Ở đây gần rừng chắc chắn là sẽ có một cái cây gì đấy nó thẳng thẳng để mình làm cái cọc đỡ để mình mắc võng. Rồi ok các bạn nha, mình sẽ tiến hành làm luôn, không tí mưa thì đến là chết cha luôn, ướt hết. Ok các bạn nha, tạm biệt các bạn. Đấy, cá mè đã ăn câu đấy các bạn. Đã dính câu rồi đấy, dính cá đấy. Mình sẽ bắt nó các bạn nhé. Cá mè tầm 1 kg các bạn. Loại này thì lấy về cho chứ cũng không bán buôn gì được đâu các bạn ạ. Mình cứ tưởng to lắm. Đây các bạn. Gầy nhom các bạn ạ. Con cá mè bé xíu. Loại này thì thả cho nó rồi chứ bắt cái loại này làm gì, đúng không các bạn? Ok, mình sẽ thả nó các bạn nhé. Này, về kêu cha mày đến nhá. Các bạn ạ. Mình thả nó đi rồi. Loại cá đấy với mình không bao giờ mình lấy. Ok các bạn nhé. Cá mè thì bằng cỡ bàn tay với khoảng, nói chung khoảng từ 5 lượng đến 1 kg. Mình nghe nói thả dày luôn mà đúng thật, nhiều như thế thật. Mình xuống mà thấy nó nổi dày luôn. Cái mè này mà các bạn đi câu về mà thả lại thì được. Giờ câu về mà ăn thì không nên vì nó nhỏ quá. Bây giờ mình sẽ bắt con cá này cho các bạn xem nhé. Nó chỉ rơi vào tầm khoảng 5 lạng đến 1 kg thôi, không có to hơn. Nó mè nổi đầy hồ luôn các bạn. Dày luôn. Chỗ nào cũng thấy tăm cá mè. Bây giờ mình sẽ bắt, mình sẽ gom lại. Và cuối buổi câu thì mấy anh câu trên kia với mình, thì mà không được cá thì mình sẽ hỏi mấy anh đấy có lấy cá này về ăn hay không thì để cho nhé. Còn nếu mà mấy ông anh kia không ăn thì mình sẽ thả trở lại hồ các bạn nhé. Mình sẽ gom lại để tối đến chụp ảnh các bạn này. Đây chính con cá mè bằng bàn tay này các bạn ạ.
bằng đúng bàn tay. Chào tất cả các bạn, hôm nay với mình khá là đen các bạn ạ. Mình bị con kiến lửa nó cắn cho 3 phát luôn. Một phát ở đây, phát ở đây và phát đây. 3 phát mà dừ cái bàn tay mình là tê dại luôn các bạn ạ. Nên là mình quyết định ra về sớm các bạn ạ. Không lỡ, lỡ mà bị gì thì chết cha luôn. Tay mình bây giờ mất cảm giác luôn rồi. Cái kiến này người, mình hồi nhỏ mình hay gọi là kiến lửa, nhưng chưa bị cắn bao giờ, giờ mới bị nó cắn này. Đau khủng khiếp. Bây giờ mình sẽ lấy cá lên rồi mình sẽ cho cái chú đi câu cùng mình đây, không được con nào. Cá này thì chú lấy về chú cho gà ăn thôi. Nên là mình cũng cho chú luôn chứ cũng thả xuống cũng phí. Mình cũng đã trả tiền đàng hoàng rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cá lên cho các bạn xem nhé. Toàn cá mè thôi, bằng bàn tay thôi các bạn ạ. Bì đâu chú? Bì đâu? Nhỏ nhỏ này ở đây nhiều đến nỗi mà chỉ cần có một tiếng động nhỏ thôi là nó nổi cùng hồ luôn các bạn. Nó chạy cùng hồ luôn. Mà câu ném xuống cái là nó ăn ngay, rất là tốn mồi. Nên là mình hay câu nó các bạn. Về luôn cho nó lành, mai làm mồi khác thì câu hồ khác rồi. Ném cái bì xuống được đâu chục con ấy mà các bạn, mình thả mất mấy con lúc đầu rồi các bạn, về sau này mình mới lấy để mình đăng cái đoạn cuối này cho nó hấp dẫn các bạn. Bây giờ cũng được đâu 6-7 con rồi. Sang năm mà câu thì sướng các bạn, chắc có lẽ nó cũng rơi vào tầm 3 kg một con đấy. Giờ thì nó hơi bé đấy, có từng này thôi mà cũng rơi vào tầm khoảng 2 yến cá rồi đấy các bạn ạ. À, không phải ít đâu nè, cho chỗ chú này. Rồi ok các bạn nhá, mình cũng dọn đồ xong rồi. Bây giờ mình về thôi, chứ bàn tay mình bắt đầu sưng phù lên rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào clip vào ngày mai nhá.